Hello, xin chào cả nhà nha. Đang đi thăm bảy cả nhà mà vẫn đang trời mưa cả nhà. Trời mưa rồi. Chuyển đồ quá trời luôn rồi. Quên đang mưa lâm râm luôn nha cả nhà nè, nước này. Thì bữa nay em thức em đi ca đi em đi trễ. Trễ. Ngủ quên cái không có. Bữa nay dắt thăm học hết luôn bảy nữa rồi cả nhà. Em chỉ đang hai đợt thăm. Bữa nay thăm ăn chợ quá không nổi. Trời, con ổ hành. Bây giờ thấy con hành nữa. Không biết tôi đá quá trời xuống ngon hành canh đào cả nhà ơi, để em lấy đồ như em bắt gắn rồi biết rồi. Cái đầu tiên của cái hàng này. Hôi quá trời, ỉa hôi quá trời. Em vừa kết thúc rồi nha. Chiều là tại 7 giờ tại 7 nha cả nhà. Đó nó mới nhé. Chuột còn lúa còn nữa. Các bạn nghe đây nha. Rồi nó cứt đá như vậy ta. Cái này hết gắn luôn nha, dính nhiều quá. Bảy nha cả nhà, cái này nó không chết con hoa mình. Bữa nay thêm dính rồi. Thì cũng dính rồi. Dù còn ta. Dù còn. Vậy nha cả nhà, cái này em cũng mới chạy nồi nó hỏng luôn. Không dính luôn cả nhà. Cái bẫy như vậy. Con ngựa nha. Mới vô luôn. Ngon ngựa bị lỡ
hết sức. Chán thiệt. Tới 7 nha cả nhà. Con hổ ngựa nãy em thả cả nhà. Rồi, em ngựa nó. Đừng nói như con nãy nữa nha. Trời ơi trời, hai con ngựa không con nào coi được hết. Con này bự hơn con nãy một chút. Em bắt rắn vào đi. Cái đầu tiên của cái hàng hôi quá trời, ỉa hôi quá trời hôi. Em sẽ kết thúc bây giờ, kết vô là tại 7 em thân. Cả nhà coi nè, cái này là hiểu nha cả nhà, cái này là đồng nghiệp nha cả nhà, tập 7 em mình. Nghĩ sao mà gian đặt bẫy nha, mà đi ra đạp bẫy của mình trời. Mà ngộ à. Không hiểu được. Thì bẫy về đạp cái này cũng banh bẫy à, còn nữa đâu. Chuột còn nữa. Nhưng mà bẫy nha, mà đạp bẫy gì nè. Cái này là cố tình đạp nha cả nhà, chứ không phải là em đặt ở dưới bụi lùm người ta đi nghe ta đạp nha. Cái này là cố tình đạp luôn. Này em đi thăm bẫy đó nha cả nhà. Thì cái luồng chúng qua em thăm hết phần nữa luôn rồi. Là bữa nay thăm nữa luôn đó cả nhà. Chúng qua thăm được có 2 con à. Trong tổng 4 con. Chết 1 con. Ê, 5 con chứ. Chết 2 con. Lấy 3 con sống mà lấy được có 2 con à. Một con ngựa nhỏ em thả luôn rồi, con kia cũng nhỏ quá, cũng vừa. Nói chung con kia cũng vừa bắt nên em mới bắt. Chết luôn, cái bẫy tới giờ không dính. Tệ quá. Bảy nha cả nhà. Trời ơi. Bảy gì mà không có. Sẽ tìm lại con cái này nha. Trời ơi, cái bẫy vô không dính luôn rồi. Chết thì chuột chết cái gì à. Lúa lên hết trời. Còn sống luôn. Nãy giờ em cuốn 2 cái nha cả nhà. Cuốn đi em giờ rồi bị em cắt cả nha. Rồi cái chuột cắn 3 con này không dính nữa. Rồi. Cái này cái lần thứ 2 bị mắc nữa nha cả nhà. Chỗ này nè. Được rồi, nó mắc. Phải tuần tuần hay tuần sau đâu, nó nằm giữa đường. Rồi em đặt lại nữa, giờ mắc nữa. Cái gì ta? Phải đi nha.
tan cành này. Quằn bánh hết chứ. Đây nha cái nhà. Ui ngon nữa nha. Mà cũng chạm. Cứ qua dính hang ngon nữa bên lớn cũng đỡ. Nó cất nè. Em ngựa nha, em bị lột rồi cả nhà, mắt nó đục ngầu rồi. Vậy đó nha cả nhà, cái này con em cũng mới giờ nền đặt trước. Bắn gắn ngay nha, nó chuẩn bị lộn nó hơn cái nó xấu, đụng tới cái da là lạ chóc. Hôm qua dính được hai con ngựa lớn cũng đã dính hai ngựa nhỏ hơn ngựa này nữa, ngựa đã nhỏ rồi mà hai ngựa kia nhỏ nữa, thả một con mất một con. Vừa mới thả này là cái kia dính con nữa này, bỏ thì bắt luôn. Cũng có hàng nữa. Chào cả nhà nha, bữa nay đi thăm bẫy nha cả nhà, thì luồng bẫy cũng gần tuần lễ cả nhà ơi. Thì bữa hổm thăm cũng thắt cả nhà, chậu này thì đa số là thắt không, không có trúng cả nhà. Chiến thăm con hay con 5-60 cái bẫy mà thăm có con hơn con rắn này, rắn được bự nó lắm, ở đây được con hàng 400 gram. Cả nhà tại nãy giờ cái nhà trời mưa quá trời, nó ướt nhẹp hết trơn cả nhà. Trời hôm nay chuyến mưa nè, mưa tầm tã luôn. Thăm cái này cũng là cái cuối cùng nha cả nhà, cái cuối cùng của cái luồng đi bằng lọ bằng xe á, chứ không có lội á. Còn hai luồng đi ấy nữa thì được con hổ hành này, nãy đang mưa nên không quay được. Nhưng con hổ ngựa này nếu mà thuộc bên hổ ngựa nó là hổ ngựa đại luôn cả nhà, hổ ngựa quá trời hổ ngựa. Cái nhà thấy hổ ngựa kinh hồn vía chứ.
tại điện thoại em bỏ em cúp xe em có quay lúc mà em bắt gắn nè, đem gắn này ra rồi cả nhà. Lái chân gì mình máy nhẹ hết trơn à. Đi nó trong lòng còn thiệt mình. Quá trời con rắn hậu ngựa. Này con hổ heo cũng đỡ. Dính được con hổ hành mà nặng như con hổ ngựa này thì thôi đi. Vô luôn khúc luôn cả nhà. Con ngựa chắc cần ký mấy. Quá trời hổ ngựa nè. Giữ nhà nha cả nhà. Thì luồn bẫy thì để tới mốt mình thăm cái nữa, tại vì ngày mai em đi công chuyện nữa, không thăm được rồi luôn rồi. Ôi trời, sao dắt cái da này kìa, chạy chút rồi. Gắn nhau luôn cả nhà ơi. Chết cái gì không biết nữa. Rồi da bao chết cả nhà. Bự mà da bao chết kìa. Lên cho cả nhà coi, nó dài tới mức đâu nè. Đây là chiếc xe.
Ngọc chích quay nha cả nhà. Dạ bằng chiếc quay luôn á, hơn chiếc quay nữa. Đụng nó cái tên nó bộ chết. Con này mà được con mà gặp ở ngoài không biết sao nữa. Hồi nãy trong cái bẫy á thì đi gai đâm hết cái. Trời ơi bạn ấy ra bộ chết kìa. Ô bánh mì quá khủng. Giao bộ chết gắn bằng chiếc xe luôn, dài bằng chiếc xe luôn. Em gắn này có con lậu, em cần thử gắn này được nhiêu. Anh bảo nó có cái căng. Em gắn cái nhắn này được như da bộ chết. Không ngưỡng chí đúng trời. Nhìn đi ghê. Gắn 1 ký. Em xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới đầy thành công trong công việc nha. Đầy thành công trong công việc và anh em cũng rắn nha. Mình thì không dám thắt quá cả nhà. Cái này vớt ngon ngượng ký này cũng đỡ. Em nhìn con này tưởng hơn ký không, ký đúng không?